Rồi mời các bạn cùng đi chơi trò chơi chạy đua nha. Ở đây có bốn đồ chơi chạy đua này các bạn ơi, có rất là nhiều bọn nhỏ đó người chơi chạy đua này. Wow, Phong Bi ơi, qua đây chơi chạy đua này con. Wow, Phong Bi đã giành được một vị trí chạy đua này các bạn ơi. Bé nào ơi, bé nào bắt đầu này chạy, anh nè, con quay bắt đầu chạy đua nè, chạy nhanh lên. Đó, bây giờ bọn mày chạy rất là nhanh luôn này các bạn ơi. Wow, đây nè, anh này mới 9 tháng này các bạn ơi. Rồi bọn mày chạy đua đi, bây giờ quay vô chạy đua nha. Rồi bắt đầu action, let's go, chạy. Rồi bây giờ mình cùng chạy đua các bạn nha. Wow, bây giờ mình chạy đua nha. 1, 2, 3. Rồi bọn mày chạy đi. 1, 2, 3, chạy. Mày chạy hả? Mày xuống đây đâu. Wow, ở đây có đồ chơi chạy đua rất là nhiều luôn nè các bạn ơi, bốn cái chỗ đấy anh nè các bạn chạy đua nè. Rồi bây giờ bọn mày chạy nè, rồi bọn mày chạy đi, bọn mày chạy nhanh nè. Rồi các bạn xem nè, nhanh lên bọn mày chạy nhanh lên, chạy thật là nhanh luôn đó, bọn mày chạy nhanh nè các bạn ơi, bọn mày chạy nhanh rồi, bên kia nó chạy rất là nhanh luôn nè các bạn ơi. Wow, nhanh lên con. Rồi hiện tại bọn Bi đang đứng top 1 này các bạn ơi. Wow, bọn Bi chạy rất là nhanh. Wow, ở đây có một siêu gấu khổng lồ luôn này các bạn ơi. Wow, bọn gấu này rất là sumo luôn. Wow, bọn Bi chạy một mình là bọn Bi đứng top 1 rồi đó. Uống nước vào, tới cái nó mẹ uống nước. Rồi dẫn các bạn đi qua bên này chơi tham quan đồ chơi. Bên này là mình đi siêu thị mua đồ chơi nha các bạn nha, mua là rất là nhiều đồ ăn luôn này các bạn ơi. Wow, xin chào bạn Sunny nha. Bạn Sunny ơi, bạn Sunny hôm nay đi siêu thị mua cái gì đó nè. Wow, bánh là bánh gì bạn Sunny? Bánh quy phải không? Rồi bây giờ bạn Sunny review cho các bạn xem nè. Hôm nay bạn bánh sườn bò, bánh sườn bò. Rồi bây giờ bạn Sunny review cho các bạn xem nè. Hôm nay bạn Sunny mua được rất là nhiều đồ ăn nè, rất là nhiều rau. Rồi đây là cây xúc xích phải không? Wow, lại thêm một bạn siêu to khổng lồ. Đây các bạn cùng theo xem bạn Sunny mua cái gì này nha. Bên này có rất là nhiều chỗ điểm nấu ăn này các bạn ơi. Đây là trái măng cầu nè nha các bạn ơi, đây là một cái bếp từ nè, đây là một cái bếp điện nè, chỗ này là một cái bếp ga để mình đắt nấu nè. Chỗ đây là chỗ đây là để mình rửa cái chỗ này là y như mình chỗ mình rửa chén đó đúng không mọi người, đi mình rửa rất cay nè, rồi đây là cái gì con? Đây là trái đào á. Wow, bạn Sunny mua được một số đồ chơi rồi các bạn ơi. Đây là cái gì con? Review cho các bạn xem, một trái cơm. Wow, rồi rất là nhiều con trái măng cầu luôn nè. Bạn Sunny ơi, dưới kia mình thấy có một cái con gà nè. Đó, anh nè, một con gà dưới chân của anh đó. Nè, một con gà rất là to luôn, anh lượm mấy con gà lại cho em anh. Đó, wow, hả chưa, anh lượm một con gà. Để mình xem nè, các bạn xem nè. Đây là một con gà rất là bự luôn. Rồi bây giờ bạn Sunny review cho các bạn xem những cái chỗ để mình nấu ăn đi. Đây, chỗ này là có cái bếp. Đó là cái bếp. Cái này là nước rửa chén á.
Ừ, nó rất chán. Đây nè. Cái chén dưới đây cũng kiếm được. Wow, các bạn Sunny ơi, ở dưới đây còn rất là nhiều đồ chơi hộ quả này các bạn. Sunny ơi. À, cái dao tay nè. Bạn Sunny xem nè, còn rất là nhiều luôn nè. Có trái thanh long cái này bạn Sunny. Đây là bắp cải. Đây là cái bắp cải nè. Nè, bắp cải nè. Quá. Wow. À, bây giờ mình xem nè, có trái thanh long nè, có trái côm nè, có cả trái bưởi nữa nè bạn Sunny. Bạn Sunny có cả trái bú sữa nữa nè. Bạn Sunny lấy ra cho các bạn xem đi. Đó, một trái bú sữa nè. Wow, hai trái bú sữa luôn nè. Có trái thanh long nữa nè bạn Sunny. Trái thanh long rất là to luôn nè bạn Sunny. Cay đó các bạn ơi. Rồi, rửa sạch chưa? Rồi bây giờ rửa sạch mình đem qua đây nữa nha. Ở chỗ đây bên này có cái xe hủ tiếu nè, bạn Sunny. Nè. Bên này có một cái xe hủ tiếu nè, bây giờ bạn Sunny qua bán hủ tiếu đi. Nè. Có một xe hủ tiếu rất là to luôn nè. Ồ, nè, bạn Sunny. Bạn Sunny dẫn các bạn qua xem xe hủ tiếu nè. Ở dưới cái xe hủ tiếu nó có rất là nhiều đồ chơi hoa quả nè. Bạn Sunny ta mở cửa ra cho các bạn xem. Wow, rất là nhiều luôn nè. Anh em bạn Sunny. Anh em à, trong cái cửa này nó có rất là nhiều đồ chơi hoa quả nè. Bây giờ bạn Sunny mở cho các bạn xem nè. Ở dưới đi con. Ở dưới nè. Đó, wow, các bạn xem nè. Wow, rất là nhiều đồ chơi hoa quả luôn nè. Anh ơi, cái trái này là trái gì đó anh? Nè, đó không mà à không, đây là một trái vú sữa đó, trái vú sữa đó nghe. Wow, có cả một trái dừa nữa nè bạn Sunny ơi. Rồi đây xem, đây là trái vú sữa mà nó bị xịp lép luôn. Nó bị xịp lép luôn, nó bị lủng luôn nè. Trái chanh có cả một trái dừa nữa nè. Này, có cả một trái dừa nữa nè. Bạn Sunny ơi, có cả một trái dừa to nữa nè. Đây là gì? Trái chanh. Rồi bây giờ bạn Sunny dẫn các bạn đi qua bên cái ngoài bên kia nha. Đây, qua bên kia. Đây, bây giờ mình qua ngoài bên kia thì có cái gì không cho các bạn xem. Wow, đây là một cái đồ hộp nè các bạn ơi. Wow, cái đây là đồ cá hộp nè. Wow, ra bây giờ bạn Sunny dẫn các bạn qua bên này, nó có một cái quầy ép trái cây nè bạn Sunny. Wow, anh nè, bên này có cả một cái lò nướng nữa nè. Anh này bạn Sunny ơi, đó có anh này có cả một cái lò nướng bánh nữa nè. Wow, bạn Sunny có một nguyên một cái bánh hamburger. À, bây giờ bạn Sunny nướng bánh cho các bạn nha, nướng bánh ăn nha. Anh nè. Các bạn ơi, có cả một cái bánh nè, nó mình sẽ nướng hai cái bánh thôi nha. Wow, rồi bán cho chị một cái ổ bánh mì nè. Rồi bạn Sunny ơi, bên này có một cái ép máy ép trái cây nè bạn Sunny. Wow, bên này có một cái ép trái cây nè, đây là ép sô cô la nè, ép hương chanh nè và ép hương cam nè các bạn ơi. Wow, ba máy ép trái cây luôn. À, các bạn ơi, còn thấy nha, bên này còn rất là nhiều nè. Cho các bạn, các bạn bên Sunny ơi, bên này có một quả gò tím rất là to nè. À, đây là hũ hương vị táo. À, cái đây có một nguyên con gà nè bạn Sunny ơi. Có nguyên một cái sườn bò luôn á các bạn ơi, đây là nguyên một miếng sườn bò nè, rất là thơm ngon luôn nha. À, đây có một nguyên một cái bắp cải xú nè, bắp cải xú tráng nè. Bên này có bánh mì nè. Bên Sunny ơi, có nguyên một trái mặn rất là to nè bạn Sunny.